Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in gió cuốn đi hoài.
làm ngồi trong đêm tôi vắng, anh mơ về em, làm sao anh quên đi đôi mắt ấy đầy chiều mến anh yêu thương biết bao vạn ngàn lần. Hỡi em ơi, mong em hoài bên anh. Nói tâm sự anh đây muốn nói, nhưng lo vì nàng thẹn ngại ngùng. Nàng đã mang cho anh tất cả bao hạnh phúc, anh mong gì hơn ước mong trong đời luôn có em. Người em yêu, hỡi có phải không? Đời anh trong trái tim, yêu em dài lâu, chung say ước mơ lâu đài tình ai. Người anh yêu ơi, ngọt ngào dịu dàng với em thật lòng. Người em yêu hỡi có phải không? Đời anh trong trái tim, em luôn tươi cười tươi, làm cho anh nghĩ sai chẳng ngại ngùng. Thank you.
các cụ, các ông, các bà, gia tộc nhà Thái được sự nhất trí của hai bên gia đình. Hôm nay ngày lành tháng tốt được phép cho phép nhà gái gia đình chúng tôi đến gia đình để làm lễ gia tiên để làm dâu gia đình chúng tôi. Xin trân trọng giới thiệu, đây là Lê Văn Nga, thân sinh nhà cháu Tuấn Anh, bà mẹ Trần Thị Đạt, thân sinh nhà cháu Tuấn Anh. Vâng, xin mời chú Nga giới thiệu với gia đình. Kính thưa các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái, cho con xin phép được giới thiệu. Đây là chú Sở, là vai chú của vợ chồng con. Còn đây là bà, gọi là như cháu Tuấn Anh, còn bà đấy, như con gọi là bà cô. Đây là giáp của ông nội cháu Tuấn Anh, đây là cô Tư. Còn đây là cô Bảy, là ở dưới Trảng Bom và cũng là cô Áp Út, là cô Út của cháu Tuấn Anh. Cháu Tuấn Anh gọi là bà. Còn đây là bà ngoại của cháu Tuấn Anh. Còn đây là chú Lâm, là chú ruột của cháu. Đây là thím, là vợ chú Lân. Mà kế bên là cô em gái Út, là cô ruột của cháu Tân Anh. Kia là chú rể. Chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp mình nhà trai. Xin giới thiệu trong gia đình của chúng tôi. Đây là ông nội của bé Dung. Đây là mọi người, mọi người cho chàng có tay nha. Hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi có lễ vật đến, trước tiên là thắp hương gia tiên để xin cháu về làm dâu gia đình chúng tôi. Xin được giới thiệu gồm có là thứ nhất là heo quay, trà thuốc. Cây cháu trăm năm hạnh phúc. Báo cáo lại với lại cha mẹ ngày tháng mẹ lấy chồng gái, đồng thời cũng báo cáo nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Em nhìn em mừng anh nhé, hạnh phúc đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi đũa
sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Hay là chủ không cần chỉnh. Không cần tốn rồi. Ảnh đang dậy, thấy không? Liền mặt. Rồi nhận đi, cảm ơn mẹ các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị dâu. Hôm nay tôi đến tình mời ông nội có chú và chú mắt
trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây chúa mưa. Đêm hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đó nữa. Dẫu gian khó, dẫu mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi ai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi ai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi ai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Vỗ tay không thì cho chào, vỗ tay. Mời mời mời.
nhỏ bé đó con. Giống bao bản thân đó là bản thân. Mời bác Hai nhá. Hai cháu. Xong, con thay mặt gia đình bên là nhà trai rất là cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các bác bên là nhà gái đã đưa cháu về bên gia đình bên nhà chồng. Bây giờ thì xong mời các ông cụ, các ông, các bà, các bác thì ngồi về nước. Sau đó thì khoảng 50 phút thì con mời gia đình nhà ta hay bên gia đình nhà ta ra để dùng bữa cơm trưa với gia đình nhà con và mừng cho hạnh phúc của hai cháu ạ. Chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cũng. Thưa các bà và cô dì chú bác, anh em bạn bè thân hữu của hai gia đình và hai con chúng tôi, không biết nói gì hơn, thay mặt hai gia đình rất là cảm ơn mọi người đã bớt thời gian đến để chúc mừng cho hai gia đình chúng tôi và cho hạnh phúc của hai cháu. Bây giờ cái phần nghi lễ đã xong, kính mời các cô, các ông, các bà và cô dì chú bác, anh em bạn bè của hai gia đình và của hai cháu dùng bữa cơm trưa với gia đình. Xin trân trọng kính mời ạ. Rằng ngày giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tươi.
cách rời xa làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh